Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ thử ngồi trên cái máy tập thể dục mà nó rung á. Mình sẽ thử ngồi lên đó mình trang điểm xem nó như thế nào nha. Cái máy nè, đây, nó rung rất là mạnh. Để mình bật lên cho mọi người xem nha. Đấy. Đấy, mình sẽ ngồi thử ngồi lên cho các bạn xem nó rung mạnh như thế nào nha. Rung mà nói không được luôn á. Đó, các bạn có thấy là nó rung mạnh không? Trời đất ơi, con đĩ mẹ nó rung. Thứ điều là muốn dằn cái mầm đốc lên trên đầu cây luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái máy để mà đủ má tắt liền tắt. Nó quấn thì cái muốn chết. Đấy, các bạn có thấy nó rung dữ chưa? Đó, bây giờ mình sẽ bật nó lên và sẽ trang điểm. Ngồi trên máy rung trang điểm nha mọi người. Bây giờ mình cột tóc lên trước đi. Cột tóc lên đó. Đấy, bây giờ mình bật máy rung lên nha. Rung nè, rung mạnh nhất luôn. Đó, là đụng máy rung mạnh quá là nói không có nghe được. Trời ơi, nhẹ thôi. Đấy, rung nhẹ lại thôi. Trời ơi, nó rung mạnh. Đụng té hò luôn. Bây giờ mình sẽ kẻ chân mày. Nó quýnh quá trời, mình nói chuyện nó hơi cung mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ kẻ chân mày. Đây, cái kẻ chân mày của em đó mọi người. Đồ con đi mẹ. Nó cung, nó quýnh cái hầm găng chứ. Trời ơi, chết đĩ mẹ mọi người. Chết đĩ mẹ rồi. Nhẹ rồi. Trời ơi, trời ơi, nó quýnh đau hai cái hẹp lòn con chết luôn. Rồi, em sau này mình sẽ vẽ chân mày trước nha đi mọi người. Nhìn vô điện thoại vẽ luôn đi, bắt công cầm kiếm. Trời đất ơi, cái mày đó. Đi, mình sẽ vẽ chân mày trước nha mọi người. Trời ơi, nó cung lắm, làm sao mà vẽ cho đẹp được mẹ ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời. Cái này là một thử thách. Trời đất quỷ thần ơi. Cái chân mày như cái bờ mẫu vậy bà cô nội ơi. Thôi kệ mẹ đi. Thôi. Thôi quýnh phân. Thôi gắn lông mi đi. Gắn lông mi đi mọi người ơi. Em sẽ gắn lông mi cho mọi người coi nha. Này, gắn lông mi. Trời đủ đỉ mẹ nó sao cái này nó dứt ra rồi trời đất ơi. Em sẽ gắn lông mi. Trời ơi, chắc kêu nó không dính vô. Mà nó dính vô đâu không bà mẹ nó ơi. Trời ơi, nó quýnh. Thiệt tình là em đau hai bên cái mép hết biết luôn. Em đau hai bên cái mép nè. Em gắn lông mi. Ôi trời ơi. À, được chứ. Đi. Bà mày. Con thứ hai. Ê. Thôi tắt.